thế giới kinh ngạc, năng suất lúa đạt kỷ lục tại châu Phi, người Việt Nam quá giỏi. Chào các bạn, hành trình trồng cây lúa của Linh Philip ở vùng núi châu Phi thu hút rất đông đảo mọi ánh mắt theo dõi của nhiều người trên thế giới. Khi Linh Philip bắt đầu manh nha ý định trồng thử nghiệm cây lúa ở châu Phi, mọi người tỏ vẻ dè biểu, nghi ngờ, tốn công vô ích như giả tràn xe các biển đông. Đến cả những chuyên gia nông nghiệp còn phải ra về tay trắng, thì làm sao một người nông dân bình thường có thể tạo nên điều kỳ tích ở châu Phi được? nhưng lịch sử chỉ ghi nhận cho người chiến thắng người khác không làm được thì không có nghĩa mình phải bỏ cuộc vẫn biết những khó khăn trước mắt là rất lớn một phần vì những vùng đất châu phi thì nổi tiếng vô cùng khắc nghiệt hạn hán thiếu nước đi cùng với đó là người dân ở đây còn rất lạc hậu không có kiến thức gì về làm nông nghiệp đặc biệt người dân bản địa ở là chưa biết trồng lúa là gì đối với họ cây lúa vô cùng xa lạ cách thức làm nông nghiệp của người dân châu phi thì theo kiểu tự cung tự cấp Họ chỉ có thể trồng được những cây trồng đơn giản như bắp, khoai, sắn, đậu tương. Họ thường canh tác vào 6 tháng mùa mưa, còn 6 tháng mùa khô do hạn hán, sâu bệnh, thiếu nước nên họ đành bỏ đất hoang. Họ sử dụng số lương thực ít ỏi có được trong 6 tháng mùa mưa để dành ăn cả năm, dẫn đến thiếu trước hụt sau, có khi không có gì ăn, phải ăn rau rừng cả tháng. Do đó, người dân cứ nghèo đói mãi là vậy. Với quyết tâm và sự tâm huyết của mình, Linh Philip đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bắt tay vào công việc ngay một người trợ thủ đắc lực cho anh không thể không nhắc đến. Đó là người kỹ sư nông nghiệp già, bác Quý. Bác là người đúng chất nông dân Việt Nam, cần cù, chịu thương, chịu khó và rất hết lòng vì công việc. Ban đầu, chỉ vỏn vẹn 7kg thóc giống được mang từ Việt Nam sang, chưa kể bị mối mọt hay những hạt lép đã bỏ đi một phần. Từ số thóc giống ít ỏi đó, Linh Philip đã gieo mạ, rồi cái nhân rộng ra, được tổng cộng 15 thửa ruộng, mỗi thửa, theo ước tính khoảng hơn 100 mét vuông. Ở đây, trang trại có 15 thửa, thì ước chừng khoảng được tổng cộng hơn 5 sao ruộng. Theo như kinh nghiệm Linh Philip học được khi còn làm ruộng với bố mẹ ở Việt Nam. Mỗi sao lúa ở đây, anh sẽ cấy khoảng hơn 1 kg thóc giống, cấy từng cây một, cây cách cây khoảng 20 cm. Vì người dân ở đây lần đầu tiên mới thấy được cây lúa, họ chưa có một chút kiến thức gì nên việc truyền đạt và chỉ dạy cũng vô cùng khó khăn, vất vả. Sau bao ngày mất ăn, mất ngủ với cây lúa, thì công sức của anh cùng tất cả mọi người đã được đền đáp xứng đáng. Vụ mùa thu hoạch vừa rồi, ông chủ việc phi pham, anh Linh Philip, hãnh diện tự hào khoe với toàn thể mọi người, tổng số lượng thóc khô thu được đã vượt xa ngoài sự mong đợi. Từ 7 kg thóc giống khang dân ban đầu đã cho ra gần 1,5 tấn thóc khô, một con số kỷ lục vượt xa ngoài sự mong đợi. Nhiều khán giả còn so sánh với những vùng trồng lúa của Việt Nam, thì lúa ở châu Phi này quả thật năng suất quá đạt. Nhìn mấy chục bao lúa khô khang, sạch sẽ chất chồng ngay ngắn lên nhau mà lòng mình sống sang niềm vui khó tả. Nếu như Linh Philip và bác quý vui một, thì những người dân bản châu Phi, họ lại vui mười hoặc nhiều hơn thế nữa. Vì đây không chỉ là trồng thành công cây lúa, mang tính chất đơn thuần, mà nó còn mở ra cho người dân châu Phi một cuộc cách mạng lương thực mới, đem lại ấm no, giúp xóa đói giảm nghèo ở lục địa đen này. Theo ước tính, mỗi năm, châu Phi nhập khẩu khoảng 12-13 triệu tấn gạo. Trong năm 2019, Việt Nam xuất khẩu gạo cho 35 trong tổng số 55 nước châu Phi. Với tổng trị giá đạt gần 630 triệu đô la Mỹ, bao gồm các thị trường chính như bờ biển Nga, Ghana, Senegal, Mozambique, Cameroon, Gabon, Tanzania và Ai Cập, cuộc khủng hoảng gần đây giữa Nga và Ukraine cũng khiến số lượng người bị đói ở châu Phi gia tăng. Bởi vì, phần lớn các nước châu Phi phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lúa mì từ cả Nga và Ukraine. Theo thống kê mới nhất ở châu Phi, cứ 5 người thì một người bị đói, tương đương với 282 triệu người bị đói, hơn một phần ba dân số châu lục bị thiếu dinh dưỡng trong năm 2020, hệ lụy từ các cuộc xung đột, hạn hán, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với diện tích đất đai canh tác tương đối rộng lớn, lục địa đen này có tiềm năng to lớn trong sản xuất nông nghiệp và có thể đáp ứng nhu cầu lương thực của mình. Nhưng hiện nay, khoảng 2 phần 3 diện tích đất chưa được khai thác trên thế giới đều nằm ở khu vực châu Phi. Vậy, Tại sao Châu Phi vẫn phải nhập khẩu ngũ cốc, lúa gạo trong khi nguồn đất đai rất dồi dào? Điều này được lý giải là do phần lớn đất canh tác ở Châu Phi được sử dụng để trồng các loại cây có giá trị xuất khẩu cao như cà phê, ca cao và bông. Các loại cây lương thực quen thuộc trong chế độ ăn uống của người Châu Phi như lúa mì, gạo, ngô lại không được trồng phổ biến bởi chúng không thích hợp với hầu hết các vùng của Châu Phi, nơi có khí hậu khắc nghiệt và thường xuyên khan hiếm nước. Nhiều chuyên gia cho rằng cần có sự đầu tư và chuyển giao kiến thức công nghệ cho địa phương về hệ thống thủy lợi, tưới tiêu, phân bón cũng như kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 2.000 chuyên gia nông nghiệp sang giúp các nước châu Phi trồng lúa, ngô và nuôi cá dưới hình thức hợp tác ba bên như FAO châu Phi Việt Nam, IFAG châu Phi Việt Nam hoặc GIZ châu Phi Việt Nam. Các chương trình hợp tác đã gặt hái được một số thành công nhất định, giúp năng suất trồng lúa và nuôi cá của một số nước châu Phi tăng lên đáng kể. Cũng giống như nhiều nước châu Phi, Nông nghiệp là xương sống của nền kinh tế Việt Nam với khoảng 70% dân số làm nông nghiệp. Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được kỳ tích trong 30 năm đổi mới, biến Việt Nam từ một nước đói, thiếu lương thực trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn nhất nhì trên thế giới. Trong khi đó, châu Phi là một trong những nhà nhập khẩu gạo lớn của thế giới. Mặc dù nhận được nhiều sự giúp đỡ của Việt Nam cũng như thế giới. Thế nhưng, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tại lục địa đen này, lâu nay phải đối mặt với nhiều rào cản, khó khăn nhất định người dân bị hạn chế tiếp cận với phân bón khi giá mặt hàng này tăng cao, dẫn đến năng suất cây trồng thấp. Chưa kể, hạn hán, dịch bệnh, sâu bọ hoành hành khiến mùa mạng thất thu. Người dân bản địa châu Phi cũng thiếu phương tiện chế biến và tiếp thị sản phẩm ra thị trường. Cơ sở hạ tầng giao thông kém cũng là một trở ngại lớn trong việc bảo đảm và phát triển lương thực cho khu vực châu Phi. Từ những phân tích kể trên, chúng ta mới thấy rằng những việc làm của Linh Philip nói riêng và anh em team Châu Phi nói chung đã góp phần rất lớn trong việc giúp người dân Châu Phi có được cái ăn trước mắt. Sau là dạy họ cách làm nông nghiệp bền vững, theo kiểu cầm tay chỉ việc, đã đem lại nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Mong rằng, sắp tới chính quyền tỉnh huyện địa phương nên quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Linh Philip cũng như các anh em trong team Châu Phi có điều kiện thuận lợi để mở rộng hơn nửa diện tích trồng lúa ra nhiều bản làng khác hơn. Từ đó, người dân Châu Phi sẽ được hưởng lợi từ mô hình này nhiều theo cách bền vững nhất. Như vậy sẽ giúp xóa bỏ đói nghèo cho người dân bản. Hiện nay, các ruộng lúa đều đã thu hoạch xong, Linh Philip đang tích cực tranh thủ cho bò vào cày tất cả những thửa ruộng vừa gặt để chuẩn bị cho vụ mùa khô sắp đến. Anh cho biết, sau khi cày đất xong, sẽ không cho nước vào ngay, mà sẽ phơi đất một thời gian, cho đất được ải ra. Theo kinh nghiệm của ông bà ta ngày xưa truyền lại, một hòn đất ải, hơn rải giỏ phân khi đất được phơi ải nước trong đất sẽ bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí tạo điều kiện cho bộ rễ hô hấp tốt hút được nhiều muối khoáng hơn mặt khác khi đất được phơi ải thì nhiều trứng sâu bệnh mầm cỏ dại cũng bị tiêu diệt tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt vì ở đây chưa có máy cày nên anh đã mượn một cặp bò của người dân bản để làm đất nhìn hình ảnh những chú bò chăm chỉ cần mẫn cày từng đường cày thẳng tắp làm mình nhớ lại kỷ niệm một thời con trâu đi trước cái cày theo sau hình ảnh con trâu siêng năng cần cù gắn liền với lũy tre làng thể hiện một nét đẹp văn hóa việt và nó cũng gắn liền biểu tượng của người nông dân việt nam ở nền kinh tế nông nghiệp lúa nước con trâu được người nông dân coi như bạn thân là một thành viên lao động không thể thiếu của nhà nông con trâu là đầu cơ nghiệp ngày xưa nếu nhà nông thôn việt nam nào tậu được con trâu và chiếc máy tuốt lúa đạp chân thì có thể xem là nhà khá giả nhất vùng bây giờ đời sống hiện đại máy móc cơ giới hóa được đưa vào sản xuất trên những cánh đồng mẫu lớn thì hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau, đã là một ký ức, một kỷ niệm khó quên của một thời gian khó. Tuy nhiên, vẫn còn một số vùng đồi núi Việt Nam, do địa hình phức tạp, máy móc không thể hỗ trợ, nên con trâu khi ấy mới phát huy tác dụng vốn dĩ trời sinh của nó. Linh Philip vừa chỉ đạo anh em cày ruộng, vừa tâm sự rằng, vụ khô sắp tới, sẽ là một vụ mùa khó khăn vất vả với anh em đây, vì mùa này cực kỳ thiếu nước. Linh Philip có đưa ra giải pháp, sẽ dùng máy bơm xăng hút nước từ một hồ cá ở gần đó. Nếu như tính chi phí xăng dầu để tưới tiêu, thì phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Nếu như bên huyện chịu hỗ trợ, nạo vét con mương, dẫn nước từ con suối trên núi về, theo như đề xuất của Linh Philip lúc trước, thì sẽ giúp Linh Philip tiết kiệm một khoản chi rất lớn. Như thế, sẽ chủ động được nguồn nước hơn, diện tích lúa sẽ được tăng lên đáng kể. Vụ khô này, trang trại việc phi pham dự tính, sẽ trồng thử nghiệm khoảng một mẫu lúa, gồm 15 thử ruộng cũ và một số ruộng bên cạnh. Ngoài ra, anh cũng hỗ trợ cho bác trưởng bản và người dân ở bản Chilembo thử nghiệm trồng lúa ở đó. Điều đặc biệt ở bản Chilembo, theo như Linh Philip khảo sát lúc trước. Đất ở đó rất tốt, nguồn nước dồi dào quanh năm không bao giờ sợ bị thiếu nước vì có một con suối nhỏ chảy qua. Vấn đề nước ở bản Chilembo bước đầu đã được giải quyết. Bên cạnh đó, cần sự sát sao giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều từ Linh Philip. Như phân bón, giống, thuốc trừ sâu bệnh cho lúa và dạy dân rất nhiều thứ khác nữa. Vụ khô này, Linh Philip sẽ thử nghiệm theo kiểu cầm chừng ăn chắc không dám tung ra với số lượng lớn. Anh ước tính rằng, trong vụ này, năng suất lúa được cỡ nửa vụ trước là xem như thành công lắm rồi. Còn như vụ khô, mà nếu trồng thử nghiệm thất bại thì vụ khô năm sau anh sẽ bỏ không làm nữa, mà tập trung vào vụ mưa làm vụ chính. Với tổng số thóc kỷ lục vừa thu hoạch được, Linh Philip sẽ dành ra khoảng 6 bao chia cho 6 anh em người Việt trong team Châu Phi. Còn lại, anh sẽ giữ một bao làm giống cho vụ sau còn những anh em trong trang trại những người cùng anh ăn ngủ với cây lúa đợi khi sửa xong máy xây xác anh sẽ xây ra thành gạo chia cho anh em trong trang trại mỗi người một ít để ăn ngoài ra anh cũng dành một phần đặc biệt để biếu cho các lãnh đạo huyện coi như là một phép ngoại giao thông minh người dân trong bản quanh vùng nếu ai có nhã ý và quyết tâm làm lúa anh sẽ tặng mỗi nhà một kg thóc giống để canh tác bên cạnh đó anh cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cũng như phân thuốc cho họ các khán giả cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi một người việt nam đã tạo nên một kỳ tích lịch sử ở vùng đất châu Phi. Mọi người cũng đã gửi hàng ngàn lời chúc mừng và động viên sâu sắc đến tất cả anh em trong team Việt Phi Pham. Khán giả cũng khuyên Linh nên làm tổ chức nấu một bữa cơm mới trước để chúc mừng thành quả vừa đạt được, sau để tạ ơn đất trời đã phù hộ làm ăn thắng lợi. Sự thành công cây lúa ở châu Phi đã làm nức lòng bao trái tim của người Việt Nam. Cảm ơn Linh Philip cũng như các thành viên trong team châu Phi đã đưa thành công mô hình lúa nước Việt Nam sang giúp đỡ người dân bản giúp họ có được lương thực để ăn, xóa đói giảm nghèo. Mong rằng, với những thành công bước đầu đạt được, sẽ là động lực, tiền đề cho những thành công sắp đến. Để cây lúa Việt Nam được nhân rộng thêm ra nhiều bản làng hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like, chia sẻ và nút đăng ký kênh nhé. Chúng ta hãy cùng nhau làm một việc nhỏ giúp quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước và con người việt nam ra khắp thế giới để bạn bè thế giới biết con người đất nước việt nam thân thiện và tuyệt vời như thế nào cảm ơn các bạn nhiều chào tạm biệt và hẹn gặp lại